Có nghĩa là mình cứ chuyển xong, ok xong là đóng phí. Trong cao tháng ấy luôn, Vâng. trong có mảnh đất bên khách người ta bán tỷ 7, nhưng mà cái bạn vẫn muốn mua, nó bảo ép cho bạn xuống tầm 1.450.000, phải ép được 2 hôm được đấy. Mãi chưa ép được 2 hôm kết lô xong chưa chị? Tối nay bắt đầu xem cho hai đi cùng nhau. Ngon. Em đang có khách tìm đất cẩm phả mà hẹn lần này không 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 tìm được cái nguồn để cho chúng nó.